tiếp tục là mình thôi. Cái điều đó là cái điều hấp dẫn nhất. Không nên cảm thấy xấu hổ bởi vì mình chân thành. Chị ơi, em chia tay người yêu cũ khoảng 6 tháng rồi, nhưng khi em lên giường lâu lâu cũng có một thoáng nhớ lại cách nào đó để em dứt điểm mặt đó trong đầu. Em không có dứt, em không cần gì phải dứt hết. Chia tay thì chia tay thôi, em đâu có nhất thiết phải chia tay với hận thù đâu em. Chia tay vẫn có thể chia tay với yêu thương được mà, em yêu thương người ta như một con người. Nếu người ta đến trong đầu của em thì em cảm ơn về những cái kỷ niệm em có với người ta, cảm ơn về những cái trải nghiệm em có với người ta, và biết ơn về cái khoảng thời gian em có với người ta. Dù cái khoảng thời gian đó nếu nó là khoảng thời gian không có tốt đẹp gì thì nhờ như vậy bây giờ em có một cái bài học. Nếu như đó là một khoảng thời gian tốt đẹp thì cảm ơn những cái khoảng thời gian đó. Nhờ cái khoảng thời gian đó thì em chững chạc lên, em người lớn hơn, em biết trân quý trên cuộc đời này có người yêu thương em, đơn giản vậy thôi. Em không có nhất thiết em phải chia tay ai đó và em cứ suy nghĩ là à mình phải đối xử với họ như kẻ thù chứ vậy. Em đã từng yêu họ mà, bây giờ em kể ra thì người ta cũng nghe, ủa chứ hồi xưa mày chọn mà, ai biểu mày ngu mày đâm đầu đi mày chọn, hiểu không? Giống như chị em đang tự chửi vô trong mặt em vậy. Đối với chị cũng vậy, chị muốn những cái bạn coi kênh của chị có đủ sự chững chạc trưởng thành để mà đón nhận là mình hết yêu người ta rồi thì mình thương người ta như một con người bình thường đi. Mắc mới gì hết yêu người ta, không còn yêu thương người ta nữa, mắc mới gì mình phải suy nghĩ người ta như kẻ thù chi vậy. Và mình cứ suy nghĩ người ta như kẻ thù hoặc là mình nhất định mình phải quên người ta hoàn toàn để được cái gì. Nếu chẳng được cái gì hết thì không nhất thiết phải làm điều đó. Nếu người ta lâu lâu người ta đến trong đầu, người ta gợi nhớ lại những cái ký ức cũ, mình cảm nhận cái ký ức đó. Ví dụ như Nhi đến bây giờ Nhi vẫn còn nhớ lại cái tình đầu Nhi, đó là hồi đó Nhi học lớp 8 và cả anh bạn đó là học lớp 9. Và Nhi với anh đó Nhi còn nhớ bạn cái anh đó là tình yêu đầu đời của Nhi, mà Nhi cũng là tình yêu đầu đời của anh luôn, hơn có một tuổi à. Và tên của anh là Thắng, Nhi còn nhớ luôn. Thì ảnh học buổi sáng, Nhi học buổi chiều. Và buổi trưa ảnh họ hồi đó là kiểu như viết hay cậy bàn á, mấy bạn biết không? Xong rồi ảnh viết cái chữ là ai ngồi ở đây, nam hay nữ, cái xong chị Nhi cũng viết bút chì lại, cái xong rồi cứ lấy tẩy tẩy. Xong đến một ngày đẹp trời, hai đứa nói chuyện qua lại với nhau riết rồi, trời giờ kể lại mà còn thấy vui nữa. Xong bắt đầu viết thư để học bàn. Xong có bữa học thể dục thì lén lén chạy lên coi ai ngồi cái bàn của mình. Rồi ảnh cũng vậy, ảnh đi học thể dục ảnh lén lén ảnh chạy lên ảnh coi. Và vậy đó mà liên tục mấy tháng trời nha mấy bạn. Xong rồi Nhi và ảnh bắt đầu hẹn nhau. Cái ngày đó Nhi còn nhớ lần đầu tiên đi ăn, đi uống đám me với nhau luôn á. Yêu nhau từ cái, yêu nhau hồi đó kiểu như con nít lắm, mình lớp 8, lớp 9 mà không có tình dục tình dí gì, không có hung hít gì hết ấy. Chứ cứ anh chở em đi ăn đám me đúng một ngày trong một tuần vậy thôi, nhưng mà vui kinh khủng lắm. Xong rồi đến lúc ảnh lên cấp 3 rồi, Nhi lúc đó Nhi lên lớp 9 chứ mấy, là ảnh lên lớp 10 thì hết, không có còn biết học bàn nữa. Nhưng mà cái kỷ niệm đó mình vẫn nhớ đến bây giờ, thấy không? Thì có những cái lúc mà bạn đâu có nhất thiết là bạn hết yêu người ta rồi bạn coi người ta như kẻ thù đó. Hồi đó cũng hoàng hoại lắm, cũng đau khổ lắm. Tại giờ anh lên cấp 3 rồi thì anh sẽ có nhiều mấy bạn đẹp gái hơn, hiểu không? Thì mình lúc đó mình thân thu ảnh có một tuổi mấy mà không có học chung trường nữa thì mình sẽ không có cơ hội nữa. Thì đó là cái mà để cho Nhi giải thích cho các bạn là không phải cái tình yêu nào nó kết thúc đi xấu xí bạn cũng phải biến nó trở thành kẻ thù. Ok, đó là cái sự chọn lựa của bạn. Em và người yêu có quay lại với nhau nhưng anh ấy không còn nói chuyện tương lai như trước. Hai đứa yêu nhau bây giờ làm sao ạ? Cái đó không gọi là yêu nay, bây giờ gọi là friend with benefit đó, gọi là quất nhau thôi chứ không có cái yêu gì nữa đâu em. Em chia tay em đi kiếm người thích hợp hơn đi em ơi. Chân thành có giúp mình có một tình yêu đẹp không chị? Câu trả lời của chị là không chắc. Ok, không chắc ở đây không có nghĩa là em đừng có chân thành nữa. Em nên tiếp tục chân thành. Và chị cực kỳ thích những người đàn ông giống như em, có cái tư duy là mình phải yêu chân thành nè, mình phải thẳng thắn nè, mình phải chịu trách nhiệm nè, mình phải trung thực nè. Tại vì sao? Đa phần mấy bạn nam bây giờ rất nhanh nản, các bạn rất yếu đuối, các bạn yêu mà thấy con gái mà không có được ý mình cái là mấy bạn, rồi con gái ai cũng vậy, mấy em bắt đầu đánh đồng. Chị nói cho em nghe nè, có con trai mất dạy thì cũng có con gái mất dạy. Chị không nói tất cả những bạn nữ ngoài kia sẽ giống như chị đâu. Đó là lý do tại sao chị làm cái kênh giáo dục này, để em chị muốn tạo ra nhiều hơn những cái bạn nữ và những cái bạn nam có giá trị bản thân và cũng như có chất lượng hơn trong cuộc sống, để mà các bạn có cơ hội yêu nhau và tạo ra những mối quan hệ xây dựng giúp cho cộng đồng nó đẹp hơn. Thì em nên biết vậy nè, phụ nữ cũng có những cái bạn rất là xuề xòa,
rất là bày nhày, rất là lết bớt, rồi cũng rất là ngu xuẩn, không có chịu đầu tư cho bản thân, suốt ngày lụy tình, suốt ngày ước ác, suốt ngày ủy mị, suốt ngày thích kiếm chuyện, rồi suốt ngày cự lộn, rồi xạo, rồi mê tiền. Nó không phải là một cái xấu, nhưng mà mê tiền một cách mà quên mất cái giá trị đạo đức chẳng hạn, rồi coi thường đàn ông, rồi cũng đối xử với đàn ông tệ. Cũng có những người phụ nữ có cái quality đó, chứ không phải là ai mà chị nói ở đây, nhưng mà hầu như những cái bạn nữ coi kênh của chị nha, sau khi được chị uống nắng nha, thì bây giờ đã nhận thức, đã khác, đã biết cách hành xử, đã biết cách ứng xử. Nhưng mà trước đó các bạn rất là ignorant, rất là dốt. Không những dốt mà còn ngu, không những ngu mà còn ngây thơ, mà không những ngây thơ rồi mà còn tiêu cực nữa. Thì cái trách nhiệm của em là một người đàn ông chân thành á, thứ nhất, tiếp tục làm cái điều em đang làm, tiếp tục chân thành, tiếp tục tử tế, tiếp tục trung thực, tiếp tục là một người nam nhi, và tiếp tục làm cho cái chất đó của em nó ngày nó càng nên mạnh mẽ hơn, nó càng nên sắc sảo hơn, nó càng nên dày hơn. Em cứ coi mỗi lần mà em gặp mấy con không ra gì, nó như một cái cơ hội để cho em rèn giũa em, như chị nói đó, như chiến binh vậy đó, làm thêm một cái nhát dao thì em lì đòn hơn thôi, chứ không có gì hết. Cái đàn ông là phải cứng cáp lên như vậy, như vậy thì phụ nữ nó mới thích. Phụ nữ thích đàn ông gai góc lắm. Rồi, để làm chi? Để khi mà em có cơ hội gặp được một cái người phụ nữ xuất sắc á, em hốt trúng mổ rồi đó. Nhưng mà chị không thể nói với em là ra đường ngoài kia, chị nói trung bình đi, ví dụ em gặp 50 con thì chắc chỉ có 1-2 con có chất lượng thôi. Chị nói với em tại sao? Tại vì những người phụ nữ thật sự có chất lượng giống như chị á, thứ nhất tụi chị không có đi tìm trai, ok, tụi chị không bao giờ đi tìm trai, tụi chị chỉ để cho đàn ông đến và chinh phục mình. Cái thứ hai, chị tự do về tài chính, tự do về tư tưởng, chị thoáng, chị suy nghĩ chững chạc, chín chắn, chị có thể tự giải tỏa cái nhu cầu cá nhân của mình, chị cũng có con để yêu thương, chị cũng có đầy bạn bè để thích đi ăn đi nhậu chung, thì tại sao chị phải cần em? Thì người đàn ông khi họ chọn những cái người phụ nữ như chị á, họ phải hiểu được là họ phải làm việc chăm chỉ hơn gấp trăm lần so với những người phụ nữ bình thường khác. Đó là lý do rất nhiều người đàn ông họ nản. Nhưng nếu em có thể kiên trì và tiếp tục giữ được cái chất riêng của mình á, thì em không sợ gì có một người phụ nữ chất lượng ở bên em hết. Đa phần mấy bạn nam nản rất là nhanh. Mấy bạn nam theo kiểu là trời ơi, chắc con gái ai cũng như vậy hết. Cái xong rồi họ bắt đầu họ hạ cái tiêu chuẩn họ xuống, họ cứ cưới đại cái người phụ nữ nào mà available, có nghĩa là đang độc thân vui tính mà không ra gì, em cứ hốt đại. Nhưng mà chị không có khuyên mấy các bạn nam như vậy. Chị vẫn khuyên các bạn nam cũng như những bạn nữ chị đã khuyên, tức là mình phải tiếp tục trau dồi mình phải tiếp tục học, mình phải tiếp tục nâng cấp mình phải tiếp tục xuất sắc. Và nếu như mình chân thành, mình giỏi, mình đảm đang, mình là một người nam nhi, why not? Tiếp tục là mình thôi. Cái điều đó là cái điều hấp dẫn nhất. Không nên cảm thấy xấu hổ bởi vì mình chân thành và mình tử tế hơn những thằng đàn ông khác. Không, em là một cái cục vàng giữa một cái đống cứt đang bày nhầy ngoài kia, em có hiểu không? Thì em phải càng làm cho cái cục vàng của em phát sáng lên. Chứ bây giờ em quyết định em cho chảy vàng của em như cứt luôn hả? Không có. Be smart, thông minh lên. Chọn phụ nữ chất lượng thì em cũng phải chất lượng, em mới sánh vai được với họ. Như chị là chị không thể nào mà ngồi với một anh bày nhầy được rồi. Chị không thể nào ngồi với một người đàn ông mà người ta không tắm rửa sạch sẽ nè, không tập thể dục nè, mở miệng ra là câu nào câu nấy là sặc mùi tiêu cực nè, than phiền nè, bitchy nè, rồi xong rồi drama, kiếm chuyện, ghen tung. Vậy sẽ không thể ở được với những người đàn ông đó. Tại vì chứng tỏ được là họ thiếu tự tin, họ không có thấy bản thân của họ có cái sức hấp dẫn để ở bên một người phụ nữ. Em hiểu khúc này chưa? Cho nên là tiếp tục chân thành đi ha. Đừng có quên tiếp tục lan tỏa và chia sẻ cái điều Nhi đang làm. Nhấn like, share và subscribe kênh Nhi Lê, cũng như là theo dõi cái livestream của Nhi thứ 2 và thứ 4 hàng tuần.